đâu luôn. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Motolife. Và ngày hôm nay Motolife đang có mặt tại buổi Meet and Greet kết hợp với lại ra mắt sản phẩm âm nhạc Ngày chờ tháng nhớ năm thương của nam ca sĩ Osat. Và bây giờ thì các bạn có thể thấy Osat đang đứng ở bên phía của cánh gà, và trên thảm đỏ của chúng ta đó chính là sự xuất hiện của nữ diễn viên rất là nổi tiếng của Thái Lan trong bộ phim Thiên Tài Bất Hảo. Mọi người ơi, mọi người nhớ share livestream này và tiếp tục ở đây cùng với lại Motolife nha. Vì một chút nữa thì là Motolife sẽ đi vào trong cái Meet and Greet để mà quay livestream lại cho mọi người luôn. Thì mọi người ơi, thì sau một thời gian dài sau sự thành công của Em Có Thể thì ngày hôm nay Osat cho thấy tâm huyết của bản thân mình sau mà cái sản phẩm mới cùng với sự trưởng thành của âm nhạc được nhìn thấy rõ, nhưng mà là sẽ không làm mất đi cái cá tính của nam rapper trẻ. Thì là Osat sẽ bất ngờ khi mà Ngày chờ tháng nhớ năm thương là một ca khúc mang âm thượng của R&B và một cái gì đó rất là trong trẻo, nhẹ nhàng và khác hoàn toàn so với các ca khúc thả thính trước đây của Osat. Bây giờ thì là Osat đang chụp hình cùng các lại các khách mời của anh ấy, thì để một xíu nữa thì mình sẽ phỏng vấn một chút ạ. À, để mình xem. Chào bạn Nguyễn Nhi nha, lần nào mà livestream cũng thấy bạn Nguyễn Nhi vào xem. Fan cứng luôn. Hello chị, mong chị gọi tên em. Fan cứng của Kinh Lai. Mọi người ơi, mọi người nhớ share livestream này và tiếp tục ở đây cùng với lại Motolife nha. Vì một xíu nữa là tụi mình sẽ đi vào trong cái khu vực mà tổ chức của Meet and Greet để mà livestream lại cho các bạn xem luôn. Nên là các bạn có thể là đừng rời khỏi livestream này nha mọi người. Các bạn nữ diễn viên này có một cái tên hơi dài và hơi khó đọc đó. Mình đọc thì ví dụ nó có sai một xíu thì mọi người đừng có giận mình nha. Mình không biết đọc theo tiếng Thái như thế nào á. Đọc ra. Theo như lời của anh quay phim gợi ý cho mình á, sẽ đọc là Asaya Hoshuwon. Hoshuwon hả? Nhưng mà chị đọc nó không có ra cái giọng Thái. Chị đọc nó không có ra cái giọng Thái á, nên là chị không biết là đọc ra. Để đọc lại coi. Asaya Hoshuwon. Không phải, cái này là chị đổi giống như tiếng Nhật vậy. À, chào bạn Hoài Linh, lớp Kinh Lai. Hello Kinh Lai. Nguyễn Nhi là I love you chị. Ôi sát kìa. Chị đọc cái tiếng Thái, chị đọc sai hết rồi mọi người. Mà chị không biết đọc sao để chị đi tìm cái anh quản lý của Osat. Chị đã hỏi thử đọc cái tên như thế nào. Tại vì chị đọc sao mà tên người ta nghe giọng Thái Lan á, mà chị đọc ra. Rồi bạn ấy rất là xinh luôn á mọi người. Mình nhìn đây nãy giờ mình rất là thích.
Không biết thì các bạn đang theo dõi livestream này có nhớ cô nàng diễn viên này trong bộ phim Hương Tài Bất Hảo không? Và không biết là Osaka đang nói tiếng Thái Lan hay là nói tiếng gì với lại bạn nữ này mà xinh quá. Xin đây là xin. Mình rất hứng thú và nhìn gái đẹp. Nên là ngày hôm nay mình đang rất là xao xuyến, cảm xúc lâng lâng ở đây. Chào bạn Nguyễn Hằng, chào bạn Võ Thị Phương Tuyền và chào bạn Em Kim. Mọi người nhớ share livestream này nha. Bây giờ thì trên thảm đỏ đó chính là ba anh chàng của nhóm Monster. Để mình đứng xuất ra cho bạn quay. Bạn chen vào đi. Và mọi người ơi, trong cái MV Ngày Chờ Tháng Nhớ Năm Thương này thì là Osaka hoàn toàn thay đổi từ hình tượng chàng sinh viên ngây ngô với những cảm xúc yêu đương gà bông để trở thành chàng trai trưởng thành sâu sắc hơn trong tình cảm dành cho đối phương khi mà liên tục nghĩ về một tương lai đưa nàng về dinh. Nhưng mà cái con đường tình duyên của Osaka sau cùng vẫn phải hứng chịu một cô rớt rất là phức tạp của Osaka khi mà cô nàng vừa xinh đẹp mà vô cùng ngọt ngào. Và là câu chuyện được kể trong MV Ngày Chờ Tháng Nhớ Năm Thương, tuy có cốt truyện đơn giản nhưng rất gần gũi và dễ thương. Và sự tương tác ăn ý giữa Osaka và cô nàng Eseya Hoshuan, trời mình lại đọc sai, sẽ khiến cho khán giả liên tưởng đến tuổi trẻ yêu đương đầy ngô nghê của bản thân. Không biết thì các bạn đang theo dõi livestream thì mình có đang trải qua một cái mối tình ngây ngô ngô nghê gì không, thì hãy nhớ đón xem MV của Osaka nha mọi người. Em vì nghe thì giống như ngày xưa mà mình hay viết lưu bút mà kiểu viết thư cho rớt á, kiểu là ngày chờ tháng nhớ năm thương. Một cái tên MV thì cũng nghe kiểu hơi xưa xưa một xíu đúng không, hơi sớm sớm, nhưng mà mình nghĩ là chắc nó cũng sẽ dễ thương thôi, tại cái mình không viết thư như vậy. Bạn Nguyễn Hằng. Tiếng chị nghe dễ thương quá à. Chị đọc tiếng Thái, chị không biết đọc cái tên của bạn này như thế nào. Bây giờ chị đi tìm thử một anh chị nào đó và biết đọc cái tiếng Thái đó. Và mình hỏi một người cũng không biết đọc mọi người. Bây giờ mình sẽ đi hỏi tiếp. Đọc sao mà để ra giọng Thái Lan, tên Thái Lan của người ta, chứ mình đọc xong ra tên như tên tiếng Nhật vậy á. Kỳ quá trời. Bây giờ thì Osaka có vẻ như là đang tiếp rất là nhiều khách mời, và nên là mình chưa có thời gian, các anh chị phóng viên khác cũng chưa có thời gian để mà phỏng vấn Osaka nữa. Nên là mọi người ráng chờ nhau, và một chút nữa thì mình cũng sẽ vào trong rạp mình livestream cho các bạn xem, nên là các bạn yên tâm, thì một chút nữa sẽ có phần giao lưu giữa Osaka và mọi người. Nhưng mà khi mà chiếu MV thì đương nhiên là mình sẽ không được xem rồi mọi người ơi, vì đó nó sẽ dính bản quyền và cái backing line nó sẽ sập ngay lập tức, và ngay lúc đó thì chúng ta sẽ không có những cái motoline nữa. Nên là chúng ta hãy chờ cái MV này lên kênh YouTube của Osaka và chúng ta hãy ủng hộ cho anh chàng nha mọi người. Đào Thị Nguyệt Nhi nói là có Harry Won không chị? Bây giờ thì chị chưa thấy sự xuất hiện của chị Harry Won ở đây. Đang Ngọc Gia Hân. Đang Ngọc Gia Hân là cho em xem mặt chị nào. À em ơi, em hãy xem mặt của Osaka với lại bạn diễn viên nữ nha. Đó là những tinh hoa của ngày hôm nay đó. Chúng ta không nên xem những cái hình ảnh khác, nó sẽ mất giá trị nghệ thuật trong cái buổi Meet and Greet ngày hôm nay. Trong MV Ngày Chờ Tháng Nhớ Năm Thương này thì là nữ diễn viên Eseya Hoshuan đó là sẽ là rớt của Osaka và làm cho anh chàng ngày đêm mong nhớ tìm cách theo đuổi. Và cả Osaka và cô nàng này là đã có những cái khoảng thời gian quay MV hết sức là tốt đẹp và tương tác giữa cặp đôi rất là ăn ý. Và
Esaya Hoshuan còn thể hiện sự ủng hộ hết mình cho dự án lần này của OSAT khi mà cô nàng nhận lời mời về Việt Nam tham dự buổi Meet and Greet cùng OSAT ngày hôm nay luôn và làm livestream countdown ra mắt MV này luôn. Là có nghĩa là bây giờ là xong cái buổi Meet and Greet ngày hôm nay thì là Esaya Hoshuwa thì cũng sẽ ở lại Việt Nam luôn mọi người để mà chuẩn bị cho là một buổi livestream countdown ra mắt MV ngày chờ tháng nhớ năm thương cùng với OSAT. Nhưng mọi người có để ý không là hai người rất là đẹp đôi ấy. Cô bé xinh lắm luôn á. Trời ơi mình con gái mà mình còn rung động luôn mọi người. Wow, bạn em Kim là người theo dõi mốc quan trọng là như thế nào nhờ? Trời, Facebook nó có nhiều cái kiểu như là nhiều cái cho rồi. Bạn Võ Thị Phương Tuyền là chừng nào soi OSAT vậy chị VJ? À mọi người ơi, MV ngày chờ tháng nhớ năm thương này thì cũng sẽ được soi trên 360 độ soi của kênh live luôn nha mọi người. Để mình xem lại giờ. Để mình xem lại giờ xong mình sẽ... Trời, để mình xem. À mọi người ơi, MV ngày chờ tháng nhớ năm thương của OSAT sẽ được livestream soi trên 360 độ soi vào lúc 19 giờ ngày 27 tháng 8 này luôn nha mọi người. Nên là mọi người ngày hôm nay theo dõi Motola này thì chúng ta nhớ ngày 27 tháng 8 lúc 19 giờ tạt qua một xíu kênh live để mà chúng ta xem 360 độ soi MV này nha. Wow, cái fanpage kinh lai nó có phong nhiều cái chức danh, mình gọi là chức danh được nha. À có nhiều cái chức danh cho các bạn khán giả. Nó như là người theo dõi kỳ ngày kỷ niệm, người theo dõi mốc quan trọng, fan cứng, dễ thương. Thật ra là mình thì cũng chưa được là fan cứng kinh lai luôn nên là các bạn là fan cứng thì rất là cảm ơn các bạn luôn. Chào bạn Đan Ngọc Gia Hân nha. Trời ơi xinh quá. Mình cứ ngắm cô bé. Mình cứ thốt lên là xinh quá, xinh quá, xinh quá. Nếu mà bạn nào quên một xíu về OSAT á, thì là OSAT là tên thật là Mai Quang Nam, sinh năm 1997 và đã nổi tiếng lên như một hiện tượng cover gây bão khắp mạng xã hội tại Việt Nam với ca khúc Là Người Âm Phủ và với một cái giọng rap khác biệt cùng khả năng sáng tác viết lời chơi chữ thả thính đầy ngọt ngào cùng với ngoại hình điển trai thì OSAT nhanh chóng trở thành nhân tố nghệ sĩ trẻ đáng mong đợi của Vbop. Nhà em có bán rượu không? Thế mà nói chuyện với em anh say quá gì đó thì khi mà mình thấy là khi mà cái bài đó lên thì các bạn thay phiên nhau thả thính bằng cái lời đó rất là nhiều. Chỉ tiếc là giai đoạn đó mình không có rớt nào để mình thả thính cái lời đó thôi. Nhưng mà chắc tối nay là mình... À bạn Hằng Kim, em gặp chị Phóng Viên rồi nè, ở sân bay. Ghê không? Dễ sợ không? Mình không biết em có ấn tượng gì với chị không nhưng mà hôm nào mà chúng ta có gặp nhau nữa thì em nhớ giơ tay lên cho chị nha, nói em là bạn Hằng Kim có bình luận ở trong cái livestream Motolai đấy nha. Mình rất là thích đi những cái Motolai thế này và biết sao thì có rất là nhiều trai xinh gái đẹp mà mình rất là thích ngắm. Và ở trên thảm đỏ đó chính là cô nàng Sang, một cô nàng mà có cover những ca khúc rất là nổi trên mạng xã hội. Hát rất là dễ thương, có giọng hát rất là trong trẻo mọi người. Chào bạn Trang Kiều. À, Hằng Kim hỏi là lễ ra mắt ở đâu vậy chị? Bây giờ là lễ ra mắt ngày hôm nay là đang làm ở cái Vincom Thảo Điền quận 2 á bạn. Thành phố Hồ Chí Minh nha. Chị chưa thấy sự xuất hiện. Hà Vi Nguyễn ơi, chị chưa thấy chị Khánh Vi xuất hiện ngày hôm nay. À, bây giờ là khách mời của chúng ta là bạn ơi, bây giờ là mình vô tình hờ hững một xíu, mình quên tên cái bạn mà đang chụp ảnh trên màn ảnh rồi. Không biết là các bạn đang theo dõi livestream ngày hôm nay các bạn có nhận ra đó là anh chàng nào không, hãy comment ở đây cho Motolai biết nha.
giúp cho mình nhớ là trời ơi, mình gặp nhiều bạn quá nên là mình quên tên mất. Xin lỗi bạn luôn. À, em có nói là từ Tiền Giang lên Sài Gòn đó. Sát ai, chị nhớ em rồi, chị nhớ em rồi. Hằng Kim nha, chị nhớ em rồi. Wow, chào em. Không biết em có còn từ Tiền Giang đi lên Sài Gòn nữa không ta? Em thấy chị, em chưa thấy chị nhưng mà nghe giọng chị là chị thấy dễ thương rồi. Hằng Kim nói là anh Huy. À đúng rồi, Huy. Huy Cung. Đúng rồi. Cảm ơn bạn Nguyễn Minh Huy luôn. Anh Huy Cung, đúng rồi. Bây giờ thì không biết Osa đã chụp hình xong với lại các khách mời cho ta. Mình thấy khách mời vẫn còn đến đông lắm mọi người, nên là cứ để cho Osa chụp hình ha. Rồi mình tin là một chút nữa vô Meet and Greet thì là những cái thông tin cần thiết của buổi ngày hôm nay thì Osa và ekip của mình sẽ công bố hết. Như là các bạn nào đã theo dõi livestream từ nãy đến giờ rồi thì là chúng ta đừng có rời khỏi livestream này, và đương nhiên là phải share livestream cùng với comment tương tác nhiều nữa nha mọi người. Và Hằng Kim nói là em lên Sài Gòn ở luôn rồi. Ok em, nhớ đi sân bay nhiều nha. Thí dụ chị có gặp ở sân bay thì chúng ta gặp nhau nữa. Bạn Kim Ngân nói là Huy Cung ạ. Cảm ơn bạn Kim Ngân. Xinh quá mọi người. Trời ơi, anh quay phim cứ thấy xinh nên quay phim quay hoài luôn. Quay zoom vào. Mà cô bé chứ là không biết, hình như là cô bé giao tiếp bằng tiếng Thái đó mọi người. Mà mình thì mình đâu biết tiếng Thái đâu, để phỏng vấn cho các bạn đúng không? Cô bé giao tiếp bằng tiếng Thái mọi người, không nói được tiếng Anh. Mình nghe nói là vậy. Nhưng mà cả hai xứng đôi quá. Thì Nguyễn ơi, đây là lễ ra mắt và một buổi Meet and Greet cũng như là ra mắt MV mới của Osat. Một MV có tên là Ngày Chờ Tháng Nhớ Năm Thương. Ngày xưa mình chắc cái thời của chị là chị cũng kiểu chị là 9X đời cũng mé mé đầu á. Nên là khi mà mình hay viết thư cho Rớt hay là này kia các kiểu thì chị thấy mấy đứa bạn của chị hay viết mấy cái kiểu là Ngày Chờ Tháng Nhớ Năm Thương như vậy nè. Chị thì ngày xưa cái thời đi học của chị toàn là đi đánh lộn này kia kiểu thôi, chị không có kiểu viết thư này kia nên chị cũng không biết, nhưng mà chị thấy bạn chị nó hay viết như thế. Và các bạn ơi, cô nàng Trang Thúy cũng đã có mặt tại cái buổi Meet and Greet ngày hôm nay để chúc mừng cho Osat. Sawasdee. Chào bạn Huy Phong. Bây giờ trên sân khấu chúng ta ấy lộn, trời, trên thảm đỏ chúng ta ngày hôm nay đó chính là cô nàng Ami. Cô nàng Ami, một cô bé rất là ngọt ngào, dịu dàng, rất là dễ thương. Sẽ đứng đây và một chút nữa khi mà vào trong rạp thì mình cũng sẽ vào trong rạp cùng với lại tất cả mọi người nha. Đó là mọi người ơi, mọi người đừng rời khỏi livestream này và nhớ là ở đây cùng với lại Motolai nha mọi người. Mình vẫn nãy giờ mình cũng đã lan lỏi để đi hỏi tên của nữ diễn viên này đọc cho đúng cái tiếng của Thái á, nhưng mà mọi người cũng không biết đọc. Buồn. Asaya Hoshuan. Mình đọc cái ra tiếng Nhật của mọi người thật là kỳ, nên là mọi người đừng có trách mình nha. Đó,
Hồng Ngọc nói là chị kia xinh quá. Đúng rồi, bạn nữ diễn viên này là người Thái Lan á, đã rất là nổi tiếng qua cái vai diễn trong phim Thiên Tài Bất Hảo, mà phim đó thực sự là mình coi mình rất là thích luôn. Đúng cái kiểu mà mình thích phim như vậy, và mình coi 2-3 lần luôn mọi người. Cái kiểu mà gian lận thư cử này kia mình thích lắm, nên là mình coi 2-3 lần. Nhưng mà rất tiếc là khi mà mình coi thì mình đã không còn là học sinh cũng như là sinh viên, mình luống tuổi rồi, nên là những cái mánh khóe chiêu trò trong cái phim đó thì mình không sử dụng được, và mình rất là bức rứt trong tâm hồn của mình. Nhưng mà thật sự là ngày hôm nay thì khi nhìn lại cô bé rất là xinh xắn, cô bé diễn viên rất là xinh xắn trong bộ phim đó, thì mình có một chút gì đó ước mong rằng mình có thể trở về 18 tuổi để mà có thể vận dụng được hết những cái chiêu trò như mà trong bộ phim đã đưa ra. Nhưng mà cái gì cũng vậy, thời gian qua rồi không trở lại được. Trời, sến ghê. Monster đâu rồi nhỉ? Bây giờ thì chị cũng không thấy Monster đâu rồi mọi người ơi. Mà hồi nãy là mình thấy như mấy anh chàng đi mua trà sữa hay gì đó uống rồi. Đi đâu rồi? Đi mua trà sữa uống rồi. Đúng rồi. À, bạn Candy Thảo cũng là một fan cứng của Kinh Lai nè. Mình thấy bạn này rất là nhiều. Chào bạn nha, bạn Candy Thảo ơi. Không biết thì các bạn đang theo dõi livestream là đều ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở đâu nhỉ? Không biết là hồi trước mấy bạn đi học, mấy bạn có hay dở tài liệu không? tự nhiên cô bé này cái tự nhiên mình nhớ lại trong phim á. Mình nhớ hồi xưa mình hàng lắm, mình không bao giờ là đứa dở tài liệu. Mình toàn là kiểu dụ mấy đứa kế bên dở tài liệu xong mình canh thầy canh cô cho tụi nó. Mình không dám dở tài liệu ra, nhưng mà mình có một cái khả năng rất là hay, đó chính là canh và kiểu làm cho thầy cô chú ý mình để cho tụi kia an toàn và vượt qua. Trời, tự nhiên thấy là có lỗi với thầy cô ghê, mà biết sao được. Và hình như là mọi người đã bắt đầu đi vào trong rạp đúng không ta? Nhưng mà chưa đâu mọi người, mình đứng ngay một xíu nữa. Khi nào mà Osat vào rạp thì mình sẽ vào rạp của Osat. Và đương nhiên chúng ta sẽ livestream lại hết cái buổi Meet and Greet ngày hôm nay. Và khi mà chiếu MV thì mình sẽ không chiếu được cho các bạn xem đâu. Vì nếu mà chiếu lên thì bị đánh bản quyền một cái là Baking Line nó sẽ biến mất, và chúng ta sẽ không thể nào gặp lại nhau. Nên là chúng ta hãy cùng chờ đợi cái MV Ngày Trời Hãy Nhớ Năm Thương này của trên kênh YouTube của Osat. Và đừng quên là ngày 27 tháng 8 lúc 19 giờ thì cũng sẽ có 360 độ soi MV này nha mọi người. Ngày hôm đó thì mọi người muốn chặt chém, muốn tìm hiểu, muốn hỏi xoáy đáp xoay Osat như thế nào thì chúng ta hãy cùng ghé qua 360 độ soi và xem nha mọi người. Wow, em ở Long An luôn chị ơi. Trời, Nguyễn Nhi ơi, quê chị là ở Long An á. Hồi trước em đi học về, em mở điện thoại lên, nhận được một tin là em là fan cứng cho Kinh Lai, em vui hết sức luôn. Đào Hồng Ngọc, em ở Gia Lai luôn chị ơi. Em ở Phú Quốc chị ơi, bạn Bu Si Hí. Ủa, em ơi, Phú Quốc bây giờ đẹp không em? Kiểu là thời tiết ấy, chị rất là hào hứng nếu khi mà nghĩ đến Phú Quốc á, tại vì chị chưa được đi Phú Quốc mà chị thấy rất là đẹp, nên là không biết thời tiết đang như thế nào và đi thì đi Phú Quốc khoảng tháng mấy sẽ xinh nhỉ. Và thôi, chúng ta hãy quay lại với buổi họp báo ngày hôm nay nha. Hôm nào thì chúng ta sẽ, nếu được thì chị sẽ mở một cái kiểu mà nói chuyện cùng nhau. Thì lại Osat vẫn đang tiếp tục đón tiếp những khách mời của anh ấy ngày hôm nay. Và mọi người ráng chờ một xíu nữa nha, chúng ta sẽ đi vào ở trong rạp luôn để mà có thể xem theo dõi hết cái buổi Meet and Greet này.
nha mọi người. Chị vẫn chưa biết cách đọc tên của cô bé diễn viên đó, để hồi chị hỏi ô sát nha. Các bạn ơi, các bạn có câu hỏi gì muốn đặt cho MV ngày chờ tháng nhớ năm thương thì là ngày hôm nay mình có thể theo dõi cái buổi meet and greet này, và sau đó thì ngày 27 tháng 8 lúc 19 giờ thì chúng ta có thể quay trở lại với Viking Live để mà theo dõi 360 độ soi và đặt câu hỏi ở dưới đó với mọi người. Ngày hôm đó thì đương nhiên là sát không thể nào né tránh bất kỳ một câu hỏi nào của mọi người được, với lại soi nó cũng chặt chém lắm á. Nên là mọi người yên tâm, mình có cái gì mình muốn hỏi thì mình cứ hỏi hết trên đó. Wow, tầm tháng 10, tháng 11 trời làm lắm chị nha. Ok, bạn Buzi hí nha, chị sẽ note lại và đương nhiên chị sẽ đến Phú Quốc. Tháng 10, ok. Cảm ơn em. Mình cũng đang tò mò không biết là cái MV ngày chờ tháng nhớ năm thương này thì nhạc nó sẽ như thế nào. Vì trước giờ Osa thả thính rất là ngọt đúng không mọi người? Có những cái câu thả thính mà mình không nghĩ là một chàng trai sinh năm 1997 mà anh ta thả thính ngọt ngào như thế. Nên là mình cũng đang rất trông chờ không biết là cái MV ngày chờ tháng nhớ năm thương này thì là Osa sẽ thả thính theo một cái cách như thế nào. Nghe nói là sẽ trưởng thành hơn nè, rồi kiểu có trải đời nhiều hơn, thì không biết khi trải đời nhiều hơn thì anh còn sẽ thả thính như thế nào nha. Chào bạn Cố Quân. Tên của bạn Cố Quân. Không biết là bạn có một cái tâm sự nỗi niềm gì trong cái tên đó, nhưng mà bạn ơi ráng quên nha. Ơi, bây giờ thì chúng ta cũng đã sắp được vào rạp để mà tham dự buổi meet and greet rồi đó mọi người ơi. Ủa, cô bé này là ai xinh thế? Ai? À, mình nhớ rồi, cô bé này là nữ chính của cái MV trước đó của Osat. Dễ thương quá. Rồi mọi người nha, thật sự mình thấy nhiều bạn á rất là thích gái Hàn, gái Nhật, gái Tây, nhưng mà mình thật sự luôn các bạn ơi, gái Việt của mình xinh lắm. Nhiều cô bé xinh ơi là xinh, mình là một đứa mà có Instagram mà mình không hề follow trai hay là gì đâu, mình toàn follow ra gái Việt thôi mọi người, tại vì xinh lắm, xinh tuyệt cục lắm. Mà cái thế hệ mà 99, 98 rồi 2K1 này kia thì lại càng xinh. Ôi, và 96, 97 cũng có nhiều bạn hết tuổi xinh cực kỳ. Gái Việt Nam của mình xinh lắm. Chị hả? Chị là 9X mà đời giữa giữa đầu đầu. Nó tuổi ra thì hơi lố nhưng mà thôi buồn lắm. Chào bạn Nguyễn Phương. Ủa, bạn Nguyễn Phương là người theo dõi ngày kỷ niệm. À, bạn Nguyễn Nhiên là fan cứng cộng 1 luôn. Chào bạn Trà. Ôi, bây giờ ông sát đi đâu rồi? Hình như là anh chàng sát cứ đi lòng vòng để hình như là sắp chuẩn bị vô buổi meet and greet rồi đó mọi người ơi. Để bây giờ mình hỏi xem rạp ở đâu để mà mình vô mình set up trước cho mọi người. Và mọi người ơi, đừng có rời khỏi livestream này nha. Chúng ta vẫn còn một cái buổi meet and greet rất là dài, rất là nhiều nội dung ở phía sau nữa. Chắc là bây giờ mọi người đang đi chuẩn bị để mà vào rạp đấy. À, mình sẽ phòng vô ôn sát một xíu. Khán giả của gia đình Việt ạ? Dạ không, anh đi nhậu. Ok. Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ thì Osset đang có mặt tại buổi họp báo của chính mình. Lần này thì họp báo ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên là Ngày chờ tháng nhớ năm thương. Đây là một bài hát đã được Osset viết và tự hát, tự rap luôn. Bài hát này thì cũng đã ủ khá là lâu rồi, thế nhưng mà đến bây giờ thì mới có cơ hội để mang đến cho mọi người. Rất hy vọng là mọi người sẽ yêu thích Ngày chờ tháng nhớ năm thương cũng như là Osset. Và
Hy vọng là lần trở lại này sẽ thành công và sẽ được mọi người yêu thương nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tại vì trong MV lần này thì xây dựng hình tượng nhân vật đã được anh Kiên ứng có đưa ra một mô típ nhân vật, đấy là đây là một cậu chàng hơi nớt nớt ấy, theo kiểu là hơi nớt đi ấy, và cậu ấy sống rất là theo kiểu là rất biệt lập và cậu hơi kỳ cục một chút, nên là cậu có một cái sở thích kỳ lạ với cả màu da cam, thế cho nên là cả kẻ về đầu tóc hay là về quần áo trong MV này thì tất cả đều sẽ là màu da cam. Mình nghĩ đây cũng là một cái điểm rất là hay, tại vì là màu da cam thì rất là nổi bật đúng không, và nó sẽ là một cái để người ta dễ nhớ hơn về cái hình tượng nhân vật của mình ấy. Nếu mà để nói về mật độ những câu thả thính thì chắc là sẽ ít hơn những bài trước, nó có xíu xíu là tại vì bài trong bài hát lần này thì sẽ hát nhiều hơn là rap, thế cho nên là nó sẽ là một màu sắc âm nhạc khá là mới và mọi người chắc chắn sẽ không tìm thấy được ở Oset trước đây. Nhưng mà đây là một cái bước thay đổi mà không biết là liệu có thành công không, nhưng mà rất hy vọng là mọi người sẽ đón nhận cái sản phẩm lần này của mình. Tại sao anh lại chọn cho Việc chọn diễn viên nữ Thái Lan thì thứ nhất là chọn diễn viên nữ Thái Lan thì là thứ nhất là mới mẻ đã. Tại vì là thực ra là Oset và ekip đã có thời gian là ngồi với nhau để lựa chọn diễn viên nữ cho MV của mình ấy, thì đến lúc đó thì cả ekip mới nhìn thấy bạn Esayao Suwan thì thực sự là cảm thấy bạn ấy rất là hợp, như mọi người cũng có thể nhìn thấy ở cái backdrop đằng sau là bạn ấy rất là xinh và cảm giác như là rất là hợp về cái tone và cái mood của bài hát của mình. Thế cho nên là sau một hồi quyết định thì mình và ekip đã quyết định là mời bạn Esayao Suwan làm nữ chính cho MV lần này, và thật sự là bạn ấy đã hoàn thành rất là tốt công việc. Thời sự bắt đầu ngôn ngữ của anh như vậy là có khó khăn gì trong cái quá trình làm việc không? Thực ra thì khó khăn trong quá trình làm việc thì cũng không có nhiều lắm, tại vì là cả ekip đã cùng nhau làm việc rất là hăng say và miệt mài vất vả, cho nên là cái quá trình làm việc thì cũng khá là thuận lợi và hy vọng là kiểu đầu xuôi đuôi lọt ấy, đầu làm MV thì đã thuận lợi rồi, hy vọng MV sẽ thành công. Rồi được chưa? Rồi, vừa có một cái cuộc đại chiến hỗn loạn, dây nhợ tùm lum. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong rạp để mà theo dõi cái buổi meet and greet ngày hôm nay nha mọi người. Và mọi người nhớ share livestream này và đừng có rời khỏi đây nha. À, mình phải đưa bé. Không biết ơi kiếp của mình chạy đâu.
đây thì chị nói chuyện nhỏ nhỏ lên một xíu. Tại vì bây giờ vô trong rạp rồi, mọi người ngồi. Mỗi lần mà mình vô rạp thì chúng ta lại bắt đầu thủ thỉ với nhau á mọi người. Bây giờ thì mọi người đang chuẩn bị vào rạp nên là đang đi vào. Nên mình nói chuyện nhỏ nhỏ thôi chứ mình không được nói chuyện lớn lên. Bạn Nguyễn Nhi có nghe không? Hương Võ ơi, nghe chị nói chuyện chưa? Bây giờ thì chị một chút nữa khi mà bắt đầu chương trình này là chị sẽ không nói chuyện được. Bé ơi, có ai ngồi đây không? Nghe được rồi chị ơi. Giờ mình đợi một xíu nữa khi mà buổi mới biết bắt đầu thì chị sẽ nói chuyện. Để cho mọi người nói chuyện. Chào bạn Phượng tỷ tỷ. Bây giờ chị nói chuyện rất là nhỏ luôn mọi người. Thì chị trong rạp á, mình ngồi kế bên nhiều người á, mà mình nói chuyện lớn quá thì hơi kỳ. Wow, khách mời đến rất là đông nha mọi người. Mọi ơi, mình đợi một xíu nữa để cho các khách mời ổn định chỗ ngồi. Em chỗ này có bạn không? Dạ, có bạn. Có bạn. Các bạn mình đợi xíu nữa rồi sẽ bắt đầu cái buổi meet and greet ngày hôm nay nha mọi người. Bạn thì thấy là ngày hôm nay cố nhiên đến rất là đông, khách mời cũng đến rất là đông, và mình thì đang nói chuyện thủ thỉ. Anh ơi, chỗ này có ba bạn kia ngồi. Thank you.
trở thành nhân vật chương. Tại vì mình đã có mặt ở trong studio với khoản tiết của Thế Quyền, không biết tên. Và đây là tóc làm xong, đã làm xong. Và bây giờ thì sẽ vào để quay cảnh đầu tiên. Hy vọng là sẽ thành công và xong sớm thì mọi người có thể được về sớm. Bởi vì là theo mình quay thì chắc khoảng 3-4 giờ sáng mình mới xong. Hy vọng là mình cũng xong nhanh. Hey, xin chào tất cả mọi người, Oset đây. Và hôm nay thì mình đang có mặt tại ngày quay của MV Ngày Trở Thành Những Năm Thương. Và trong suốt quá trình mà mình quay MV thì mình cũng sẽ có những chiếc máy để có thể ghi lại quá trình mình thực hiện MV như thế nào, hay những cảnh phòng trường ra làm sao để có thể gửi đến các bạn những cái thức phim, những cái tư liệu ấy, để mà mong rằng mọi người sẽ có một cái nhìn rõ ràng hơn vào cái cách mình làm những MV này và mọi người trong đoàn đã làm việc ra sao, trải qua những cái gì và rất hy vọng các bạn sẽ thích thú khi xem nó. Trong MV này của mình thì mình đã có được dịp mà rất là vinh dự khi mình được có dịp hợp tác với đạo diễn, đấy là anh Kiên Đường, anh Duy Kiên. Thì trước đây thì chắc là mọi người cũng biết anh Kiên Đường có rất nhiều những cái MV mà như là những MV Ba của Thu Minh này, MV Chị Ngả Em Nâng của Bích Phương và rất nhiều những cái khác nữa. Và cũng là một may mắn cho mình khi mời anh ấy là MV đạo diễn MV của mình. Trong MV của mình này thì chắc câu chuyện nó cũng khá là đơn giản, nó không có gì phức tạp cả. Nhưng mà cái mà mình muốn gửi tới tất cả mọi người để làm nổi bật MV của mình ấy, nó sẽ là những cái hình ảnh rất là đẹp, màu sắc rất là hay ho và nó rất là bắt mắt. Và cái câu chuyện trong đấy thì thực ra là nó cũng không khó hiểu lắm đâu, mọi người chỉ cần chú ý một chút là mọi người sẽ hiểu ra. Để nói đến cái tên bài hát là Ngày Trở Thành Những Năm Thương thì thực ra là trước khi mà có cái tên này thì mình không nghĩ ra cái tên gì cho nó cả, mà về cái nội dung của bài hát thì nó khá là kiểu về một chàng trai mà rất là thầm lặng, mà kiểu chỉ đi crush một cô gái ở trên mạng thôi. Và mình đã lấy tên cái bài này lần đầu tiên ấy, mình lấy tên là bài Người Âm Thầm. Xong rồi sau đó thì mình có thấy là cái đoạn cuối của bài này thì nó có một cái câu nó là Ngày Trở Thành Những Năm Thương, thôi mình thấy là thôi mình lấy luôn cái tên, lấy cái đoạn đấy là tên mới đi, tại vì nếu như mà dùng cái tên Người Âm Thầm thì nó cảm giác nó hơi giống cả Người Âm Phục, nên là mình quyết định lấy tên mới như vậy.
Ok, trong MV của mình thì nữ chính đấy là bạn Ezaya Hosuan. Bạn ấy là diễn viên người Thái và bạn ấy đóng khá nhiều phim mà. Không biết là mọi người có xem phim Thiên Tài Bất Hảo chưa? Nếu như mà mọi người có xem phim Thiên Tài Bất Hảo rồi thì chắc hẳn sẽ biết nhân vật đấy là nhân vật Grace trong phim đấy. Đấy chính là bạn Hosuan của mình. Thật ra là bạn ấy rất là xinh, không nhận là như vậy. Tại vì là không biết là tại sao nhưng mà hầu hết những diễn viên Thái thì đều có đôi mắt rất đẹp. Và mình thì rất cần một cô gái kiểu rất là ngây thơ và trong sáng trong MV của mình. Nên là mình đã quyết tâm để mời cô ấy vào trong MV của mình và hy vọng mọi người sẽ thích. Về phần khác biệt ngôn ngữ thì thực chất là nó không khó lắm. Tại vì bên ekip của mình có một anh phiên dịch người Thái rồi. Và thực chất là bạn ý cũng có thể nói được một chút tiếng Anh và mình cũng vậy. Và bọn mình vẫn có thể giao tiếp những cái cơ bản tiếng giữa với nhau. Ví dụ như là những cái gì mà mình có thể diễn tả bằng hành động được, mình vẫn có thể diễn tả cho bạn ấy hiểu được. Và thật sự là cái quá trình quay thì nó không khó khăn lắm và bọn mình làm rất là an ý. Qua cái video clip này thì Osen muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những anh chị em trong ekip, từ anh đạo diễn DOP đến tất cả những anh chúng ta, anh runner, tất cả mọi công chung tay để tạo một MV này trở thành năm thương của mình. Và rất hy vọng là mọi người khán giả sẽ thích để có thể là đỉnh áp được sự vất vả của mình bỏ ra. Simple question. Okay, how do you feel now? Great. I'm very happy. She feels great. And, how do you think about Vietnam? It's like a little bit Thailand. Same as Thailand. Yeah. Okay. So. Okay, so next question. Do you think I'm handsome? No. Do you think I'm handsome? Sure. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Và vừa rồi mọi người đã được xem những hình ảnh trong quá trình thực hiện sản phẩm âm nhạc Ngày Trở Thành Người Năm Thương của mình. Rất cảm ơn tất cả các anh chị trong ekip đã hết lòng để có thể giúp bộ sách có một MV ưng ý. Và cũng cảm ơn, tôi gửi lời cảm ơn trước tất cả khán giả vì hy vọng mọi người sẽ ủng hộ sản phẩm này của mình để mình có động lực có thể làm thêm nhiều thật nhiều sản phẩm hay hơn nữa các bạn. Cảm ơn mọi người rất nhiều và cảm ơn tất cả các anh chị trong ekip. Nhưng mà Khoa muốn mình là cái người mở đầu để trân trọng hơn, để gửi lời chào đến tất cả mọi người. Và có một vài điều thì Khoa sẽ phải nói đầu tiên. Hôm nay chúng tôi gọi là một cái buổi meet and greet, muốn là mọi người gặp gỡ, giao lưu và cùng xem MV đầu tiên với OSAT và với ekip, chứ không phải là một cái buổi họp báo. Cho nên là ở cái phần sau thì hy vọng là không chỉ các anh chị phóng viên, báo chí mà cả các bạn trong ekip, rồi những người làm nghề, ngay cả các fan có thể đặt những cái câu hỏi dành cho OSAT, cho ekip và đặc biệt là cho một bạn diễn viên Thái mà chúng tôi đã cất công để mời quay lại Việt Nam lần thứ hai để có mặt cùng chung vui trong ngày hôm nay. Mọi người khi mà nhận được thư mời thì có thắc mắc là tại sao mà hơi xa quá, thì phải công cái lời đính chính của mọi người là bởi vì là mình cảm giác là xa thôi, nhưng mà Khoa chọn cái rạp này bởi vì là với sự hỗ trợ của BHD và cũng bởi vì là ở đây thì cái màn hình công người thấy rất là đẹp. Chúng tôi đã đầu tư cho cái sản phẩm nhạc này với những cái thước phim rất là đẹp bởi Ứng Duy Kiên, cho nên chúng tôi là muốn là quý vị ngồi đây để có thể cảm nhận được cái không gian và xem được hình ảnh thật là sắc nét. Và buổi tối ngày hôm nay thì ngay bây giờ thì cái link của MV đã được đặt sẵn ở trên page official của OSAT. Cái điều mà Khoa mong muốn nhất là mọi người đến đây sẽ share lên Facebook của mình sẵn để tối nay 8 giờ có thể coi, bởi vì những cái share đầu tiên của quý vị là những người coi đầu tiên, quý vị có cảm nhận, quý vị có review thì quý vị sẽ giúp chúng tôi để có thể tăng cái độ nhận diện rất là nhiều, nhất là trong cái thời đại mà social và digital như bây giờ. Và cũng hy vọng là tối nay mọi người vào lúc 7 giờ có thể chờ đón để xem livestream ở trên trang Facebook cũng như là Fanpage cũng như là YouTube của OSAT để cùng countdown đếm ngược những giây phút chung vui với một trong những sản phẩm đánh dấu đầu tiên của sự nghiệp của chàng trai trẻ này. Và một lần nữa đi cho Khoa gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đối tác, các đơn vị phát hành, rồi các anh chị truyền thông báo chí, các bạn đồng nghiệp
đã dành thời gian đến đây ngày hôm nay. Và cho phép Khoa được nhường lời lại và xin được giới thiệu cô em đồng nghiệp của mình sẽ giữ vai trò dẫn dắt của buổi Break and Beat chiều nay. Một tràng pháo tay cho Tuyền Tăng. Tuyền Tăng xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị phóng viên đại diện cho các cơ quan báo chí truyền thông cùng với tất cả các khách mời. Ngày hôm nay là thứ hai đầu tuần, chắc chắn là mọi người có rất nhiều những kế hoạch và dự định riêng, khá là bận rộn. Nhưng mà xin phép được thay mặt cho ekip của OSAT được gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã có mặt trong buổi trưa chiều ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mọi người ơi, hồi nãy thì anh Khoa cũng đã có chia sẻ với mọi người rất là nhiều rồi. Cái tính chất của sự kiện ngày hôm nay không phải là một buổi họp báo MV thông thường mà sẽ là meet and greet để OSAT có thể đến đây gặp gỡ và giới thiệu sản phẩm đến với tất cả mọi người. Cho nên đó là anh Khoa cứ nhắn Tuyền là em ơi, em cố gắng làm sao đó có thể kết nối mọi người lại với nhau. Không cần phải trang trọng quá, chỉ cần gần gũi. Và cái mà OSAT rất là muốn trong sự kiện lần này đó là mọi người có thể chia sẻ những cái nhận xét và những lời thẳng thắn nhất về sản phẩm âm nhạc mới để bạn có thể ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai. Vậy thì chắc chắn đây sẽ là một không gian rất là gần gũi và ấm cúng. Và tại sao chúng ta hãy không cùng nhau thêm những tràng pháo tay lớn hơn nữa để bắt đầu chương trình hôm nay được không ạ? Xin được cảm ơn mọi người rất nhiều và cũng xin phép được thay mặt cho ekip thực hiện chương trình lần tiếp theo, Tuyền Tăng sẽ được gửi lời cảm ơn đến ekip đã thực hiện MV lần này. Xin được gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Ứng Duy Kiên, nhà sản xuất âm nhạc Tín Lê, makeup Quý Đoàn, Lý Trường Giới, stylist Panda và creative design Max Nguyễn. Một lần nữa xin được cảm ơn mọi người đã cùng tạo nên sản phẩm lần này. Ngoài ra thì chúng ta cũng xin phép được đại diện để gửi lời cảm ơn đến các đơn vị phát hành online Network Meetup, Zing MB3, đối tác truyền thông Gia News, Thế Hanh 28 Entertainment, đặc biệt là nhà tài trợ độc quyền sản phẩm âm nhạc Tiki. Dạ. Cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì không làm cho mọi người đợi chờ lâu hơn nữa. Bây giờ chúng ta phải chào đón nhân vật chính thôi. Một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự xuất hiện của OSAT. Lần đầu tiên thì cho phép xin được gửi lời cảm ơn, gửi lời chào, lời cảm ơn đến tất cả các anh chị nhà báo, như là các bạn fan, như là các bạn đồng nghiệp đã có mặt tại đây ngày hôm nay để có mặt tại buổi VN Creep giới thiệu sản phẩm mới nhất của OSAT, đấy là bài Ngày Trở Thành Nhân Năm Thương. Đầu tiên thì có phải rất cảm ơn mọi người tại vì là đã xa đến tất quận 2, hơi xa xôi một chút, nhưng mà tại vì là như anh Khoa cũng nói, tại vì cái rào này nó to, nó đẹp, cho nên là mình phải quyết định làm một dàn ở đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã có mặt ngày hôm nay. Sản phẩm lần này thì sẽ là một cái sản phẩm nó như kiểu là nó sẽ khá là khác so với những OSAT của những sản phẩm trước. OSAT biết là chắc là cũng sẽ có rất nhiều anh chị, rất nhiều bạn nghĩ rằng là hôm nay đến đây để giúp là nghe là để xem là nó lại vác cái gì hay là để xem OSAT nó lại làm mấy bài như thế nào, nhưng mà quá wow, có mọi người làm sao nhưng mà đây là một bài hát khá là khác với những bài hát trước đây mà thực sự nó là một cái đánh cửa khá là lớn mà bản thân OSAT thì trước khi ra bài hát này thì cũng khá là lăn tăn, tại vì mình nghĩ là không biết là liệu cái nhạc mà mình viết ra, cái nhạc mà mình hát, cái lời mà mình rap liệu có hợp với cả mọi người không. Nhưng mà kiểu sau rất nhiều những cái ngày băn khoăn như vậy thì OSAT cũng có nghĩ rằng là kể cả nó có hay có dở thì nó cũng là xuất phát từ bản thân mình, và nếu như mà bản thân mình thực sự là một người hợp với cái công việc này, bản thân mình thực sự là một người hợp với âm nhạc và bản thân mình thực sự có tài thì mọi người sẽ thích. Thế nên là hy vọng là sản phẩm này đến từ mình sẽ chinh phục được cả những người càng tốt. Bây giờ đến lúc xem MV chị. Đâu, mình phải mời một nhân vật đặc biệt đã quay lại Thái Lan lần thứ hai đây chị. Đúng rồi. Chắc là sẽ mời nhờ OSAT mời trực tiếp bạn ấy lên để mọi người cùng chiêm ngưỡng ca hà nhé. Yeah, hôm nay thì rất là vui khi OSAT có cơ hội để mời bạn diễn viên nữ rất là xinh đẹp của Thái Lan, đấy là bạn Isayel Suwa. Let's come here with me. Thank you for having me today. I'm so excited to be here. And I'm glad to have a chance to visit Vietnam again, to see you all. Hope you like this MV. Thank you. Lời chào đầu tiên là Lê Xê Đăng.
gửi lời chào đến tất cả mọi người và rất là vui khi có cơ hội được quay trở lại Việt Nam lần thứ hai và hy vọng là mọi người sẽ yêu thích sự xuất hiện của cô ấy trong dự án lần này. Ok. Hỏi một câu hỏi đi. Sau khi đã hoàn thành xong phần quay MV luôn này, thì bạn cảm nhận như thế nào về cô gái này? Em có thể dành câu hỏi cho bạn ý. Sau khi mà thực hiện xong MV thì thực sự là hai cái điều mình cảm thấy rất là rõ về bạn Esanya qua đấy là thứ nhất là bạn ấy rất là xinh, thứ hai là bạn ấy rất làm việc rất là chuyên nghiệp và kiểu luôn luôn có một cái gì đấy bạn ấy rất là hào hứng trong khi mà làm việc ấy, trong khi mà cả hai làm trường chung với nhau trong khi quay rất là lâu thì bạn ấy luôn luôn giữ được một cái thứ rất là vui vẻ và tươi tắn khi mà nói chuyện với tất cả mọi người hay là khi ra set quay thì bạn ấy rất là tươi tắn và làm việc thì cũng rất là ăn ý với nhau. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hỏi cái câu này cho Esanya nhé. Okay, nhưng mà hỏi đổi một chút xíu là hồi nãy từng xem cái video clip á thì hình như là Osaka có quay qua hỏi Esanya là thấy anh có đẹp trai không? Và bây giờ là ở đây mình có khoảng vài trăm các khách mời ở đây, mình sẽ hỏi lại lần nữa. Trả lời thật lòng là Esanya có thấy Osaka đẹp trai không? Esanya, cũng vui quá. Hiện quá Osaka lò mẹ hết. Cũng nói là Osaka rất là đẹp trai. Có gần gật đầu bóng cái đó mà. Cảm ơn mọi người. Thank you. Ok. Xong đơn này. Em xấu hổ. Rồi thôi bây giờ để phá tan bầu không khí này chắc là mình sẽ chờ đón MV. Nhưng mà trước hết thì Tuyền Tăng cũng xin phép được một lần nữa gửi lời cảm ơn đến rất nhiều các khách mời đặc biệt đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Cũng như mọi người được biết là đầu tuần thì chúng ta rất là bận rộn, nhưng mà cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để có mặt tại buổi Meet and Greet này. Và chúng ta cũng hãy dành thêm một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự xuất hiện của chị Trác Thúy Miêu ạ. Còn bây giờ thì sẽ mời hai bạn chúng ta sẽ cùng tặng một bó hoa tươi thắm cho cô gái xinh đẹp của chúng ta và sau đó cùng xem MV nhé. Một tràng pháo tay lớn nữa ạ. Và bây giờ thì sẽ mời cả Osaka và Esanya chúng ta sẽ cùng đón xem MV Ngày chờ tháng nhớ năm thương. Và xin được lưu ý với mọi người là chúng ta sẽ phát MV này hai lần nhé. Và chúng ta hãy cùng thưởng thức. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chiếu cho những khán giả đầu tiên xem như thế nào, và cái thứ hai nữa là muốn bắt những cái cảm xúc của mọi người khi xem lần đầu MV này. Cho nên bây giờ đó em muốn nói gì em nói đi. Con của mình chuẩn bị mổ xẻ đấy em. Thật ra thì cái cảm giác mà chắc hẳn là mọi người, nếu như mà ai làm nghề thì cũng sẽ hiểu được, là cái cảm giác mà mình mang bài hát của mình cho mọi người nghe, xong rồi lúc ấy sẽ đi xem phản ứng của mọi người như thế nào, là một cái khoảnh khắc mà cực kỳ là hồi hộp. Và nó là một cái gì đấy hơi xấu hổ một tí ấy, tại vì như bài hát này trong những lần đầu tiên khi mà có demo, khi mà mình gửi cho bạn bè rồi đồng nghiệp nghe thì mọi người thường sẽ có cái phản ứng là kiểu cũng được đấy, bài này ok đấy, cũng hay, bài này biết được đấy. Cho nên là thực ra thì cũng hơi lo lắng một chút. Lý do vì sao muốn xét bảo là mọi người phát MV hai lần, tại vì là không hiểu là lý do vì sao, bản thân mình cũng thấy là cứ khoảng tầm một tuần nhé mình không nghe lại bài này, mà mình nghe lại lần đầu tiên thì mình thấy nó không hay lắm. Mình nghe lần đầu tiên mình thấy mà bài này nó có bị làm sao, nó có bị lệch lạc, nó như thế nào đấy. Nhưng mà đến lần thứ hai mình nghe lại ngay sau lần một thì mình sẽ thấy là nó hay hơn nhiều lần. Thế nên là mình hy vọng là cái cảm quan của mình cũng giống như cảm quan của mọi người, và mình muốn là bật lại hai lần. Và hy vọng là mọi người, nếu như mà lần một mọi người nghe thấy hơi lệch lạc lộn xộn chút xíu, thì lần hai mọi người nghe sẽ thấy ổn hơn. Và có bật lại lần hai không chị? Có, chẳng có được tự. Theo đúng lâu chương trình là vẫn hai lần như mọi người. Mà chị có nói
idol của ekip đấy, là bây giờ là muốn là mổ xẻ MV này ở lần đầu tiên, khi mà mọi người xem mọi người sẽ thấy và có những cảm nhận như thế nào. Dạ em thấy hình như chị chắc biết Miu có điều muốn nói đúng không chị? Thật sự thì giờ đến đây là chắc là em cũng muốn sẽ được nghe những lời nhận xét chân thành nhất đúng không? Tất nhiên cảm giác là hôm nay nó sẽ rất là muốn được nghe ý kiến cá nhân của mọi người góp ý là như thế nào, có hát hò chưa ổn đến như thế nào, hay bài hát có chán có dở có hay như thế nào, thì rất hy vọng mọi người sẽ đưa ra một ý kiến thẳng thắn và mọi người có bất kỳ một câu hỏi gì thì mọi người cũng sẽ góp ý cho Z, tại vì đây cũng là những cái bước đường đầu tiên ấy, kiểu cảm giác là mình mới bước chân đến những bước chân đầu tiên và con đường làm nghề của mình thôi, cho nên là rất cần những cái lời nhận xét, những cái lời góp ý của mọi người, tại vì là bản thân mình thì mình rất khó tìm được ra cái lỗi của mình, tại vì là như kiểu là con hát mẹ cái này tự mình viết ra một bài hát mình sẽ thấy nó hay và không hiểu là đối với mọi người nghe như thế nào, cho nên là rất mong muốn mọi người có thể cho nhận xét và cho góp ý cho xét đến mọi người thấy nó như thế nào, thì hy vọng mọi người sẽ nói thật cho xét biết để xét có cơ hội để có thể phát triển hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Em nghĩ là nếu mà share MV thì chắc là để tối này ra, tại vì là ở đây tối nay 8 giờ thì MV của Zed sẽ có mặt tại trên YouTube, và biết rằng là các anh chị nghệ sĩ thì mùa bài đăng trên Facebook sẽ rất là khó khăn, thế nhưng mà chúng ta đều làm việc với nhau cả mà, đúng không? Thế là đúng không ta? Thế cho nên là khi mà mọi người tối nay 8 giờ khi MV ra mắt thì mọi người sẽ dành cho Zed một share trên từng cá nhân của mình, và Zed sẽ cảm ơn nhiều hơn nữa nếu như mà bài share đấy là gắn liền cùng với cả một cái caption nào đó mà chân thành nhất, thật lòng nhất về cái bài hát của mình. Ví dụ như là cái bài hát này anh nghe còn thấy cái đoạn này chưa hay thì sẽ kèm luôn cái caption đấy, là nếu là tag OSAP vào trong bài viết để Zed có thể thu thập và đọc ý kiến của mọi người nhất có thể. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Nhớ tag tối nay 8 giờ nhé, tối 8 giờ. À, 7 giờ thì tối nay vào lúc 7 giờ, tức là trước lúc mà ra mắt MV một tiếng thì sẽ làm một cái livestream để tại vì hôm nay những ai đã có mặt ở đây rồi đã có dịp nói chuyện cùng với cả OSET, những ai muốn hỏi gì thì hôm nay OSET đã có mặt trực tiếp ở đây rồi, còn với những bạn ở xa không đến được và vẫn muốn nói chuyện với OSET thì hôm nay tối nay OSET đã chuẩn bị một buổi livestream để có thể nói chuyện chia sẻ nhiều hơn trước khi ra MV. Mọi người nhớ chờ 8 giờ nha, 7 giờ. Ok, bây giờ tóm tắt lại mình sẽ có hai cột mốc nè. Đầu tiên là 7 giờ tối nay trên fanpage chính thức của OSET sẽ là livestream countdown, và 8 giờ tối sẽ là MV chính thức mà mọi người đừng quên share về Facebook cá nhân của mình, kèm theo một caption mà mọi người cảm thấy là chân thành nhất dành cho OSET của chúng ta nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ, chị Miu, chị đã sẵn sàng chưa chị? Dạ, nếu không được thì chéo lên chị có anh Trung Minh Vũ đúng không ạ? Cho em hỏi là sau khi nghe bài hát lần đầu tiên thì có ai muốn đưa ra câu hỏi hoặc là muốn đưa ra chia sẻ nhận xét thì không, ai cũng được ạ, không cần nhất thiết phải là nhà báo thì được, fan cũng được, ai cũng được, bất kỳ một bạn bè nào cũng được. Rồi, không ai đưa ra câu hỏi nữa. Thôi bây giờ như thế này đi, mình nhắc lại lần nữa, biết là nói nhiều lắm nhưng mà vẫn nhắc lại một lần nữa, Beat and Crit ở đây rất là mong là tất cả mọi người sẽ gần gũi, chân thành và thẳng thắn, chia sẻ những cái cảm nhận đầu tiên khi xem MV này để giúp cho OSET có thể ngày càng phát triển hơn nữa trên con đường âm nhạc của mình. Có ai không ạ? Có phải chị ý đang giơ tay hỏi chị ạ, có câu hỏi không ạ? À chị giơ điện thoại, em xin lỗi mọi người tại vì em cận và em không đeo kính cho nên là em không kịp. Ok, Nicky có câu hỏi kìa. À ok, có chị rất là vui luôn, tại vì tình tăng gài quá. em trưởng thành hơn hẳn luôn, em biết gài luôn rồi đó. Giả sử mà chị e dè khi mà nói bất cứ điều gì vì biết rằng là chị không nằm trong phạm vi đối tượng trẻ, nhưng mà ngày hôm nay tôi có mặt ở đây đó cũng là một cái cách, là ngoài các cú pháp thẩm mỹ thì đây là một cách trẻ hóa cho bản thân. Thật sự ra là đối với thị phần trẻ chắc chắn đây là một món hàng mà cái tính commercial, tính thương mại, và đây cũng là lúc mà tôi cũng nói với các anh chị phóng viên nhà báo là chúng ta phải gạt bỏ cái yếu tố tiêu cực khi gắn ghép lên tính thương mại của một sản phẩm giải trí. Tôi khuyến khích các nghệ sĩ trẻ cân nhắc đến tính thương mại trong sản phẩm của mình. Đã qua rồi cái thời mà nghệ thuật chấp nhận cái việc là bay bổng và không khuyến khích được một cậu trai sinh viên bách khoa có thể bảo lưu được bằng cấp của mình để mà đi theo con đường nghệ thuật và kể nên câu chuyện để tiếp cận hóa bản thân mình với những người trẻ. Việc tiếp cận với MV của OSAD
ban đầu thì xem nghe cái tên thì là xa. Nhưng mà thực rất là rất vui. Là funny. Oh funny. Oh xa đấy, yeah. Oh xa. Yeah. Thì mình thấy rõ ràng là đây là cách mà tôi có cái cảm giác khi mà xem MV là một cái là chị chưa qua lửa, hai như là ông sếp mong muốn. Thì đúng là sự ngỡ ngàng của nó giống như một mối quan hệ với phi công á, với một anh chàng trẻ với những cái lúng túng. Tôi thích cách chọn lựa về costume, tất cả những màu bè có thể làm dội ngược đối với một khán giả ở độ tuổi như tôi, nhưng mà đó chính là cách khai phóng mà các bạn trẻ và công chúng đối tượng của OSET sẽ tìm thấy chính họ trong đó. Tôi không thẩm mỹ, tôi không bóng bẩy, tôi không chuẩn mực như anh chàng đẹp trai, thì sao nào tôi có nỗi buồn giống như bạn. Và nỗi buồn đó lại được kể qua cái tính giai điệu rất là dễ gần gũi. Đúng là đối với một sản phẩm mà chúng ta thấy rõ ràng là nhãn hàng và tính thương mại ở đây chiếm tỷ lệ rất là cao trong sản phẩm MV này, nhưng không nhất thiết phải đi theo lối mòn đó là tính giai điệu lặp đi lặp lại. Đã qua rồi cái thời các giai điệu mang tính thương mại, tôi phải làm Twinkle, Twinkle, Little Star, thì ở đây OSET đã làm một cách mang tính thương mại, và thương mại một cách thông minh, thương mại một cách đầy đủ tính giải trí cho công chúng của mình. Tôi chờ đợi thành công của em một khi em bán được sản phẩm, lúc đó em đủ bản lãnh để gọi nó là tác phẩm. Chúc mừng OSET. Em cảm ơn chị. Nghe sao thì rất là vui, thì vừa nãy có thấy Nicky giơ tay, giơ hai tay luôn đúng không em? Ok, thì đem mic để đưa cho Nicky luôn cho. Mình còn một cái mic nào ở dưới này không ạ? Em xin phép gửi lời chào đến tất cả các anh chị nhà báo cũng như là tất cả các anh chị nghệ sĩ và tất cả các bạn đã có mặt ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì chắc là chúc mừng để em ra được MV cực kỳ ngoạn mục như thế này, thay đổi hình tượng và có rất là nhiều cái sự thay đổi trong MV này và sản phẩm này. Nhưng mà anh hỏi nhá, tại vì là anh thì chắc là mới nghe một lần nhưng mà anh không biết là lần hai như nào. Nhưng mà anh Nosta cũng như là bài hát này thì nhạc nó, anh em gọi chung là nhạc chill, không có cao trào nhiều. Yeah. Thì em có sợ là khi em đã, một là em đã thay đổi mình, em gọi đây là một bước ngoặt mà em không chọn một bài hát mà em nghĩ cái phần thắng nó cao, mà em lại chọn một phần bài nhạc chill thì rất là khó và cái người nghe như vậy. Thì em có sợ là cái bước ngoặt này của mình nó tỷ lệ thành công nó không cao bằng việc là mình sẽ sử dụng một bài hát an toàn hơn không? Lời đầu tiên thì cho phép em cảm ơn Nicky về câu hỏi rồi. Để trả lời cho câu hỏi của Nicky thì như em cũng đã vừa chia sẻ đấy là trước khi ra bài hát này thì em có rất là nhiều băn khoăn. Tại vì em nghĩ là đây là một bài hát mà nếu như mà để nó đến hướng đến, tức là số đông, tất cả mọi người thì chắc là nó không, tức là nó không hợp tai nhiều người bằng những sản phẩm khác. Thế nhưng mà em muốn rằng là đây là một cái sản phẩm đầu tiên mà nó mang tính chất khẳng định bản thân mình kiểu mình bước sang một cái bước ngoặt mới, mình sẽ để chứng minh cho mọi người thấy là mình từ nay, từ cái ngày hôm nay thì mình sẽ chăm chỉ làm việc, mình sẽ nghiêm túc làm việc với cái con đường của mình đã làm. Thì em muốn là cái sản phẩm đầu tiên này của mình, sản phẩm đầu tiên của mình hát, thì nó sẽ là một cái sản phẩm gì đấy mang đậm tính chất cá nhân hơn. Và đây là một cái dòng nhạc của em rất là thích và cảm giác là mình rất là yêu cái cách nhạc nhẽo này nó hát lên. Nó cảm giác mình rất là yêu cái dòng nhạc này, mình rất thích cái dòng nhạc này. Thường thì em ở nhà rất thích nghe R&B. Và thế cho nên là bài hát này thì thực ra là trước khi mà có bản phối này thì nó đã có khá là nhiều những bản phối khác. Bản này có 4 bản phối. Bản phối đầu tiên là của anh Justin Tech Nine, là một anh bên công ty của anh Odyssey làm. Thì bản đó thì nghe nó có vẻ upbeat hơn, nghe nó theo kiểu là sập sình hơn ấy, và nghe nó cũng rất ok. Thế nhưng mà nó lại không ra được cái màu mà mình mong muốn, không ra được cái chất nhạc mình mong muốn. Và đến lần thứ hai thì tôi sẽ lại có cơ hội để làm việc với cả một anh Priscilla trẻ tài năng đấy, anh Tín Lê. Mọi người nghe tên anh Tín Lê là nghe đã thấy kiểu đáng tin rồi đúng không? Thế cho nên là lần hai để làm việc với anh Tín Lê thì đã ra được cái màu nhạc của mình rất là ưng. Tuy là nó không, rất có thể là nó sẽ không chạm đến được số đông đại chúng, thế nhưng mà nó sẽ là một sản phẩm mà mang đậm màu sắc của bản thân mình. Và với những ai yêu thích cái bài hát này thì là những khán giả đã yêu thích cái bản thân của OSET rồi, cho nên đến một cái điều mà OSET rất trân trọng. Và cảm thấy rằng là bản thân mình thực sự có thể làm ra được thứ mà người khác thích. Và nếu như đối với những ai mà thích những sản phẩm, tại vì sản phẩm đấy là của mình, từ mình viết ra, thì đấy sẽ là những fan rất là trung thành. Và bản thân OSET thì rất là mong muốn có được những fan trung thành như vậy. Thế cho nên là đây là một bài hát là nó đánh cược khá là nhiều. Thế nhưng mà
nó song song là một thách thức thì nó cũng là một cái cơ hội để chứng minh bản thân mình rất là lớn. Nếu như OSET có thể dùng một sản phẩm lạ tai, khó nghe để chạm đến đông người hơn thì đấy nó sẽ là một cái thành công mà lớn, và nó sẽ là một cái động lực rất là lớn để cho OSET có thể làm việc tốt hơn trong tương lai, đúng không? Yeah. Cái câu chuyện là sản phẩm này đã thành công và chạm được đến nhiều người hay không thì vẫn còn là một dấu hỏi cho đến 8 giờ tối ngày hôm nay. Nhưng mà quan trọng là Tuyền đã thấy là bạn đã thật sự thích sản phẩm lần này của mình. Và điều đầu tiên vẫn nhắc lại là mọi người đừng quên là chúng ta share MV này vào lúc 8 giờ tối thì chúng ta có mặt trên YouTube. 8 giờ nha mọi người. Mọi người là những người đầu tiên thôi ạ. Thế nhớ trả thêm tiền quảng cáo cho sách. Ok, bây giờ chúng ta đến với những câu hỏi tiếp theo được không ạ? Dạ, em xin phép được mời anh ạ. Cho em xin được chuyển luôn anh sau. Mọi người nếu như mà ai có những câu hỏi nhận xét gì thì cứ gửi hết nói hết trong buổi tuyển chiều ngày hôm nay cho Zet nha. Nếu mà có tính thêm tiền phí thuê giặc thì có anh Khoa lo, mọi người yên tâm. Tôi thì tôi không có hỏi mà chỉ chia sẻ thôi. Như Tuyền và OSET có nói là về cái cảm xúc mà lần đầu tiên tôi nghe bài này đó, thì thật sự nói luôn là có những bạn tôi nghe không được, không biết là phải vì lớp tuổi hay như thế nào, đặc biệt là OSET cộng rap nha. Thì không biết là đây có phải là ý đồ của OSET hay là mình có những đoạn mình bị rút chữ để cho người ta phải nghe lại, mà nếu mà mình đã có một những ý như thế thì tại sao mình không dạy phụ đề ở dưới, mình dạy tiền sức như thế nào đó, thì nó sẽ cái lúc đầu với những hai cái câu đầu tiên, cái biệt xuất rất là dễ thương. Thì không biết là mình có nghĩ đến cái đoạn độc rác mình chạy biệt xuất như thế nào hay không? Anh có xin nói luôn, đấy là phụ đề thì chắc chắn là sẽ có trên YouTube. Tức là khi mà tôi up lên YouTube thì YouTube sẽ có phụ đề ở trên YouTube luôn. Còn về những câu mà chưa nghe được thì em xin trả lời luôn, đấy là thực chất là bài hát này là một bài hát mà em đã thu khá là kỹ. Nếu như mà tính tổng số lần mà em đến phòng thu thì chắc là tổng trên dưới chục lần thì đấy, để quay bài hát này và để thu bài hát này. Và những cái đoạn mà dựng trong bài hát lời nó chưa rõ một chút thì em đã thử khá là nhiều option rồi. Đấy là khi mà mình rap to lên hay mình rap rõ chữ ra, hay là mình phải rap mạnh lên để cho rõ, thì cảm giác cái tone và mood của bài hát nó lại không hợp lắm. Tức là bài hát này em muốn nó là một bài hát nó thật sự là chill, giọng của mình trong bài hát nó thật sự là nhẹ nhàng và cái kiểu là dễ chạm đến trái tim mọi người hơn. Thì em nghĩ là nếu như mà mọi người dành thời gian, mọi người thật sự có thời gian ngồi ở nhà và ngồi thời gian dành thời gian xem MV thì mọi người sẽ nghe được hết những gì mà em nói, em hát trong bài viết, trong bài hát. Và rất hy vọng là vì anh chưa nghe rõ được lời trong bài hát của em, rất hy vọng tối nay vào lúc 8 giờ thì anh sẽ xem lại bài hát của em một lần nữa để nghe rõ hơn. Em cảm ơn. Một cái ý này thôi. Tôi không hề có ý là nâng quan điểm nha. Thực sự MV này rất là theo trend về cả cái hình thức, về cả những cái cuộc sống của giới trẻ bây giờ. Tuy nhiên thì với những người khó tính á, người ta xem ta sẽ thấy là một anh chàng chỉ biết game online rồi chat chít rồi nói chung là những cái vấn đề chỉ xoay quanh một những cái tình cảm và suốt ngày online thế. Thì mình sẽ nghĩ sao? Em nghĩ là thực chất là cái MV này thì nó cũng phản ánh khá là giống đối với em ngoài đời thật. Em đã chuyển vào trong Sài Gòn từ tháng 11 năm ngoái, và trong khoảng từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 8 năm nay là 9 tháng thì hầu như em chỉ có ở nhà ăn, ngủ, viết nhạc, và ngoài những lúc mà em đi học thanh nhạc, buổi học những cái môn bổ trợ ấy, thì tất cả thời gian của em đều được dành ở nhà, và em dành thời gian ở nhà mình để ngồi viết nhạc, nhẽo hát hò rồi chơi game với bạn bè. Thực chất là để nói đến cái việc là một cậu trai trong MV này suốt ngày chỉ có ở nhà thôi thì nó là một việc khá là buồn đấy mọi người. Nếu như mà ai mà mới chuyển đến một cái vùng khác sống thì mọi người cũng sẽ hiểu về chuyện đó, và em muốn là sử dụng cái MV này để nói để cho mọi người biết là thực ra là những cái người mà người ta không giao tiếp nhiều xã hội, những cậu bạn thì kiểu nớt đi một chút đấy, những cậu mà hơi ngố mà theo kiểu hơi kỳ cục một chút, thì ai cũng đều có một cái khao khát được yêu, và ai cũng đều muốn là có cho mình được một cái tình yêu của riêng mình, mặc dù đấy là một người dạng dĩ hay là một người chỉ ngồi nhà thì cũng đều là một người đều có mong muốn tình yêu rất là nghiêm túc và chân thành.
Nếu như mọi người xem cho em video thì mọi người thấy tất cả những hành động của cậu mà anh chàng ấy làm thì đều rất là, lúc mà nói chuyện với bạn kia thì đã rất là hào hứng này, hay là lúc mà chuẩn bị gói quà cho bạn ấy thì đều rất là chăm chút, và mặt mũi thì rất là say đắm vào đám chim ở đấy. Thì cái thông tin của em nói đến là tình yêu là chính thôi. Tôi thấy có cái kênh của Thế Anh 28. Vâng. Thì hình như cái kênh này là chỉ phải rồi những cái đoạn clip ngắn chứ không thể nào là MV cho concept. À vâng. Thì cái này không biết là hình như là ý concept là sẽ chọn một cái đoạn nào tâm đắc nhất, hoặc là những cái đoạn thả thính nào đó mình sẽ chỉ phải rồi trên đó, đúng không? Cái đấy sẽ là kế hoạch VR của concept là ekip sau này. Và rất cảm ơn Thế Anh 28 là đơn vị truyền thông đã hỗ trợ truyền thông cho concept trong bài hát này, và cách thức để phối hợp với Thế Anh 28 để làm truyền thông cho bài hát này thì sau 8 giờ tối nay thì mọi người sẽ biết. Và mọi người nhớ trước khi mà lên Thế Anh 28 xem thì nhớ lên YouTube của Set để xem MV nha. Và cảm ơn anh nhiều câu hỏi mọi người. Và thực chất là cái cách để phối hợp với Thế Anh 28 thì em cũng chỉ biết mơ bình thường là sẽ tất cả cái việc ngoài những cái việc chuyên môn làm nhạc ra thì em chỉ biết ngồi nhà để viết nhạc, xong rồi em nói với anh Hoa là anh ơi em muốn làm bài này. Thế là tất cả việc này sẽ do anh tiếp lo. Thực sự là cũng khá là may mắn khi có được một anh quản lý rất là có tâm và tận tụy. Câu hỏi thứ tư là tại sao con sẽ không chọn một nữ diễn viên Việt Nam mà lại có ý mời thật sự là cái Best Genius nó qua khá lâu rồi mà mình lại có ý định mời một bạn viên người Thái, hay là đây là ý của Khoa, hay là của do mối quan hệ giữa Khoa và bạn Phong như thế nào đó thì mình có thể chia sẻ được. Để nói về việc em với ekip có quyết định chọn Isabel Suwan cho vai nữ chính cho diễn viên này thì thực sự là chắc chắn rồi. Khi mà chúng ta lựa chọn một nữ diễn viên nước ngoài thì cái đầu tiên mà chúng ta hướng tới đấy là sự mới mẻ. Khi mà người ta nhắc đến MV của Set thì mà thấy là đây chúng ta có một chị diễn viên Thái rất là xinh nè, và mình đã từng xem chị ý ở trong phim Best Genius, cũng là một bộ phim rất là hay của Thái Lan trước đây đã từng ra mắt. Thì em nghĩ đấy cũng là một cái điểm thú vị mà góp mặt cho MV của em. Rất là may mắn khi có cơ hội được làm việc cùng với các bạn ý. Cái thứ hai là như em đã nói trong cái clip making video, đó là tất cả những diễn viên Thái nữa thì em thấy để ý là mọi người có khuôn mắt, có một cái mắt rất là đẹp, và em rất là muốn cho MV của mình thì sẽ có một cô gái xinh xắn theo cái kiểu mà thánh thiện và thiên thần, mà khi mà chỉ cần nhìn con lướt qua trên mạng xã hội một cái là đã thấy thích luôn rồi. Thế cho nên là em đã quyết định là sau một hồi nói chuyện thương thảo với cả ekip thì đã quyết định là mời Isabel Suwa tham gia MV của mình. Và thế chất là như mọi người cũng đã thấy trong MV thì bạn ấy cũng đã làm rất tốt, đúng không mọi người? Anh ơi, em có thể anh Phong dịch lại giúp em một chút. Không, cho anh Phong ngồi, anh Phong ngồi luôn ra đây để xem rồi. Ok. Bây giờ thì có ai còn anh còn câu hỏi nào không anh? Cho được 5 câu. 5 câu hỏi luôn. Mọi người cứ chuẩn bị mỗi người 5 câu vậy nha. Vì micro của mình cũng ở trên khu vực khán giả rồi, cho nên là nếu như anh chị có câu hỏi mình cứ giơ tay lên thì micro sẽ được chuyển đến tận nơi luôn. Rồi, xin mời. Dạ rồi, em xin chào tất cả các anh chị có mặt ngày hôm nay ạ. Thì em có một xíu nhận xét như thế này. Đầu tiên em xem MV á thì rõ ràng là theo cái độ tuổi của em cũng như các bạn thì rõ ràng nó rất là dễ thương, nhưng mà đến cái đoạn khúc cuối á thì xem tổng quát hết cả một cái hình MV thì nó rất là dễ thương, thì đáng lẽ khúc cuối là mình phải có một cái gì đó giống như là có một cái kết cho nó dễ thương theo cái mặt của cái MV luôn, nhưng mà đến khúc cuối thì lại rất là kể một cái relationship khác thì cảm thấy nó hơi bị tiếc á, tự nhiên tới khúc đó cái nó hết rồi xong kiểu bị hụt hẫng á, bị tiếc ạ. Thì có thể là ô sách có thể chia sẻ chút xíu cho em về cái khúc cuối được mà. Ok, cảm ơn các bạn vì câu hỏi vừa rồi. Thì có thể trả lời luôn cho câu hỏi này là như mọi người cũng đã nghe bài hát thì cái mood của bài hát này là một bài hát không được vui cho lắm, mà nó là bài hát rất là yên
mình rất là chill chill đấy. Và nội dung của nó là nội dung không được vui cho lắm, mà nó là nội dung về một chàng trai đang yêu đơn phương. Và trong MV này thì cái mối tình đơn phương của anh ấy lại không có được kết quả tốt như mong muốn. Nó là một cái chi tiết mà theo bản thân Oset thấy thì nó là một cái chi tiết mà gây bất ngờ cho người xem vào khúc cuối. Tại vì là chắc là mọi người sẽ nghĩ là ồ, chắc là nói chuyện với nhau như thế này hay là tiến triển tốt như thế này rồi thì chắc gì đến kiểu gì đến cuối MV cũng sẽ yêu nhau cho mà xem. Thế nhưng không, đời thế mới bất ngờ cho mọi người. Đấy là ý đồ của ekip như là bên phía Tiên Mình Duy Kiên đã đưa ra kịch bản từ ngay lần đầu tiên, và các bản thân nó sẽ cảm thấy nó là một cái chi tiết rất là thú vị. Và nếu như mà mọi người nhìn nó có một cái cách mà dí dỏm hơn thì đây là một cái, mình nghĩ là đây là một cái tình huống có xảy ra khá là nhiều trên mạng xã hội đấy chứ, đúng không? Có ai có câu hỏi đâu không ạ? Cái gì qua gửi micro xuống. Những anh chị làm truyền thông lâu năm như là chị Quỳnh Nguyễn hoặc là Thùy Trang, mọi người cùng lứa với Khoa, thì nếu mà có đặt câu hỏi thì Khoa sẽ đưa micro xuống. Em cũng xin chia sẻ với anh Việt Hùng cái ý nãy anh hỏi về bạn diễn viên đó. Em rất là cảm ơn vì ngày hôm nay thì khác hẳn mọi lần là anh không dùng lời đặt câu hỏi, cũng như cái mong muốn là meet and greet thì anh đã chia sẻ có nhiều lắm, và như anh hiểu được ý, anh em tụi mình hiểu được ý với nhau về cái cách làm nghề đúng không ạ? Anh có hỏi một cái về bạn diễn viên đó, thì anh nói là bộ phim cách đây 2 năm. Em biết nó cũng rất là chính xác. Thứ nhất đó, khi mà em mời một người đó thì dĩ nhiên phải dùng mối quan hệ, nhất là trong showbiz và ở Việt Nam nữa. Em nghĩ điều đó là một điều tốt, và nhất là để mà hỗ trợ cho học trò hoặc là cho nghệ sĩ của mình. Em chọn bạn này quý vị. Anh nói phim cách đây 2 năm là sao không chọn những gương mặt khác mới hơn. Nhưng mặt khác mới hơn thì em lại đang có những cái dự án sắp tới nữa cho những cái hoạt động khác. Nhưng bởi vì là em thấy con người ta thường sống á, với ký ức, với memory nhiều hơn. Và một những cái lý do vì em rất là thích cái bộ phim này, nhất là khi mà em muốn xây dựng hình ảnh cô Osat thành một những nhân vật đúng nghĩa là không phải dùng tuyến thiên mà là cũng ngôi sao học đường đó, thì em lại chọn một cái chủ đề, một cái nhân vật trong cái phim nói về chủ đề dành cho học đường. Em nghĩ hợp lý hơn. Mà giữa hai nhân vật như bộ tứ thì có 2 năm 2 nữ, mà còn em là sao chọn bạn kia, thì em xin phép là bạn kia là siêu mẫu. Còn em đã thấy bạn này thì hợp với nhân vật, và em cũng phải gửi cho ứng duy kiên để casting diễn viên, chứ em không phải là người tự quyết định, cho dù là cast C cũng là một phần trong đó. Và khi em mời bạn thì em cảm thấy là đó là sự lựa chọn đúng đắn, cũng như là với em là một người mình khá là kỹ á. Khi mình mời từ đầu thì mình phải nói cái lịch là mình sẽ ấn định cái lịch ra mắt khi nào, và bạn phải có một cái lịch rảnh để quay về với mình, chứ không phải là xong MV dựng MV xong thấy đẹp quá alo alo bạn ơi bạn về với mình họp báo thì em không có mục đích đó. Thì đó là một cái chuỗi hoạt động trong cái quá trình em làm sản phẩm á. Thì rất là cảm ơn anh đã chia sẻ với ekip với lại Osaka. Dạ. Yeah. Trên hỏi là có bạn phóng viên nào hay là các anh chị em làm nghề nào có thể có câu hỏi không ạ? Cũng như là các bạn producer, các bạn trong ekip như là Tín hoặc là mời em gì không? Một anh chàng mà Khoa cũng rất là thích, một cậu em cũng biết nhau rất là lâu rồi và mới có một sáng tác rất là hay, con mới khen cho các bạn hôm qua. Cảm ơn em đã có mặt ngày hôm nay. Xin chào mọi người ở đây, em là Charles Quỳnh, và em là như anh Khoa nói thì em là một người em của anh Khoa, cũng đã được anh Khoa động viên rất nhiều trong quá trình sản xuất âm nhạc, cũng là một người bạn của Tín Lê. Thì nãy giờ chắc là Osat rất là áp lực, bởi vì thế là anh thấy em là nãy giờ thì em nói chuyện rất là nhanh anh. Thì và nãy giờ thì câu hỏi chúng ta cũng tập trung rất là nhiều vào những cái sản phẩm cũng như là câu chuyện về diễn viên cũng như là về mặt hình ảnh MV. Thì anh muốn vào thẳng vấn đề trên tư cách là một songwriter và producer. Thì khi mà anh xem MV và nghe qua bài hát này thì có một điều rất là đáng khen ở đây. Điều đầu tiên là anh đã được nghe rõ hơn về những cái nỗ lực của em trong cái giọng hát và những cái nốt cao của em cũng như là những cái đoạn hát trong bài hát này. Thì anh nghĩ là đây cũng là, em hy vọng là mọi người cũng có một tràng vỗ tay để dành lời khen cho Osat, bởi vì thực sự là nếu anh nghe kỹ thì chúng ta sẽ thấy là cái lần đầu tiên mà Osat đã thể hiện rõ hơn giọng hát của mình trong bài hát này. Chỉ có một số điều đáng tiếc anh không biết là Osat tại sao lại chọn cái cụm từ là ngày chờ tháng nhớ năm thương để đưa vào hook, nhưng mà đoạn rap của em lại tông nó hơi trầm và nó hơi mờ như vậy. Đã như em đã nói thì là thực ra là cái đoạn
cuối cùng này cũng làm em băn khoăn khá là nhiều, tại vì khi mà nhiều người nghe được, mọi người cũng nói là nghe cái đoạn này thì nghe không được rõ lời cho lắm, mà cảm giác nghe nó hơi bị chìm. Mà nó lại là một cái đoạn theo như kiểu là đoạn key của bài hát ấy, thì em cũng lại xin chia sẻ lại một lần nữa, đấy là em đã thu lại khá nhiều lời đoạn này để tìm ra cho mình cái option tốt nhất. Và khi mà em rap to hơn và rap kiểu mạnh mẽ hơn như những kiểu option khác, thì cảm giác nghe cái lời hát đấy nó không thì thào, nó không gần gũi, nó không tình cảm, nó không ra diết được như cái cách mà cái bản này đang có. Nếu như mọi người có cơ hội thì mọi người hãy đeo tai nghe. Tại vì là la ở già thì có thể là tại vì cái bản là hơi nhiều nên có nghe, thì mọi người có thể đeo tai nghe. Và khi mà mình nghe bằng tai nghe thì mọi người sẽ nghe thấy là nó thực chất là nó cũng không hẳn là một giọng rap cái đấy, cái kiểu là rõ ràng, mà nó là một cái lời thì thầm, một cái lời theo kiểu là trong giữa đêm, một cái tiếng lòng của mình giữa đêm nó thì thầm qua lại như vậy thôi. Em hy vọng là mọi người, em cũng có một cái chút gọi là gì ta, gọi là chiêu trò trong đấy, là em cũng hy vọng là khi mà mọi người nghe không rõ thì mọi người sẽ nghe lại lần hai. Về một số như nào ta, gọi là có một số phân đoạn thì cái này anh đóng góp thôi, là ở cái đoạn đang tiến về phía đoạn kết thì cái phần credit xuất hiện làm cho mình hơi, mọi người sẽ hơi bất ngờ là tưởng là hết rồi. Thì cái đó nó làm cho cái mạch câu chuyện của mình nó hơi bị dừng lại một chút thôi. Rất là chung anh cũng rất là vui vì OSET cũng đã nói là sản phẩm đầu tiên thì em muốn tập trung vào cá tính của mình, thì đấy là một điều cũng rất là đáng mừng. Nhưng anh cũng nếu mà anh tiếp tục ở những sản phẩm sau thì anh cũng mong là OSET sẽ với tư cách là một nghệ sĩ thì anh cũng hy vọng là em sẽ tìm được một cái công thức để cân bằng được giữa cá tính của mình và cái thẩm mỹ cũng như là cái mong muốn của người nghe cũng như là những cái fan của mình, để mà mở rộng cái đối tượng khán giả của mình hơn, đặc biệt là đối với sản phẩm đầu tiên nó rất là quan trọng. Những bước đi tiếp theo thì nếu mà em đã được làm theo cái cá tính của mình rồi thì anh hy vọng là tiếp theo em sẽ tìm được một cái công thức để cân bằng cá tính và sẽ tạo cho một bạn hit tốt nữa. Nghe rất nhiều. Giống như khi mà nói với lại trao đổi với đạo diễn Hướng Duy Kiên á, được cái là cái kịch bản này không có chỉnh sửa quá nhiều lần. Khi mà gặp ekip, gặp đạo diễn thì chúng tôi là rút ngay khoảng 2 lần là có kịch bản. Muốn tạo cái bất ngờ thì lẽ ra là cái kết mọi người thấy là Lâm Bảo Châu là ex boyfriend của bạn này và cậu này thì flirting trên mạng. Thực ra những cái như mọi người nói, như là anh Hùng nói á, là phản ánh ở một cậu chơi game hoặc là nói về mạng xã hội, thực ra đó là tất cả những gì đang diễn ra ở cái xã hội này, đặc biệt đối với những người trẻ nữa, đâu cách chúng ta phản ánh để chúng ta nếu mà nhìn ra thì có thể biết là chúng ta sống thực tế hơn. Em nghĩ vậy, đó là thông điệp. Tùy theo góc độ, ví dụ như ở anh hoặc là chắc chắn hoặc em, khi mà ở tuổi như mình thì mình suy nghĩ một kiểu góc cạnh khác, các bạn trẻ nhìn kiểu khác. Còn ở những ai vừa bước vào đời thì cuộc đời màu hồng quá thì một kiểu khác. Và khi mà mọi người thấy chạy lên cái credit á, thì nó có một cái hiện lên một cái kết quả cuối cùng như vậy, nghĩa là một cái after credit, cái là cảnh hai người kia cãi vã nhau. Nhưng mà cũng chưa chắc khi mà hai người cãi vã nhau thì cậu này lại giống như được một cái giống như được kiểu mà ngon đất lời thì cũng không phải. Cho nên là cái kết cho em muốn mở ra vậy thì phải nói cuối cùng là hôm nay tưởng như Kiên bận họp cái quan trọng nên là không có đến được, thì Kiên có nói rằng là anh làm cái MV phải để cho mọi người thắc mắc chứ, phải ra câu chuyện, phải bất ngờ này đến bất ngờ khác chứ, chứ làm cái mọi người hiểu hết thì đâu có coi lần thứ hai và lần thứ ba đâu. Cho nên vẫn phải nói là mọi người tối nay nhớ Sally và vẫn phải lên nghe nhạc ạ. Với ai là câu hỏi đúng không ạ? Khoa cũng cảm ơn rất là nhiều vì xin mời Bích Tuyết cùng với The Voice năm nay ạ. Một tràng pháo tay cho Bích Tuyết ạ, cũng là người em của Khoa. Xin Bích Tuyết xin được gửi lời chào tất cả mọi người, xin chào các anh chị cũng như chào OSET. Thì nãy giờ thì OSET đã nhận được rất nhiều những câu hỏi về chuyên môn, về nội dung, về kịch bản của MV lần này. Thì Tuyết xin được làm cho không khí nó nhẹ nhàng hơn một câu hỏi ngoài lề chút xíu. Thì bản thân Tuyết cảm thấy OSET là một người rất là chỉnh chu cũng như rất là kỹ lưỡng trong từng chi tiết của MV. Thì cái điều Tuyết thắc mắc đó là một cái điều nó liên quan đến thời trang một xíu. Thì chúng ta có thể thấy và thường thấy đó là khi mà cô dâu mình sẽ đi với chú rể với một bộ vest đen, một xanh đen. Lần này OSET lựa chọn cho mình một mái tóc màu cam và bộ vest màu cam với một cái màu sắc nó rất là sặc sỡ. Thì không biết với màu sắc này cũng như với cái bìa poster này, lần này OSET
Oset có gửi gắm một thông điệp gì đó hoặc là một ý tưởng gì đó với cái màu sắc chủ đạo lần này của MV hay không? Rất cảm ơn câu hỏi của Huy Tiếp về màu da cam cho MV. Thì Oset xin phép trả lời luôn, tại vì ngay từ cái lúc mà trong khâu lên ý tưởng của nhân vật thì mình cũng có thời gian để mình nói chuyện với cả anh Kim Nứng. Thì là anh ấy nói là phải xây dựng một nhân vật mà theo có một cái gì đấy là hơi kỳ cục một chút, tức là phải cảm giác là đây là một người rất là kỳ cục và chỉ có ở nhà và cảm giác là kiểu không quan tâm đến thế giới bên ngoài như thế nào ấy. Thế cho nên là cậu sống trong một cái thế giới của riêng mình, và trong cái thế giới của riêng mình đấy thì cậu muốn làm cái gì cũng được. Đấy chính là cái việc mà không ai nhuộm tóc màu cam cả. Thế nhưng mà cậu ấy là nhuộm tóc màu cam, và không ai đi đám cưới mà lại mặc một cái vest màu cam cả, nhưng mà cậu ấy lại mơ đến cái việc là cậu ấy cưới một cái bộ vest màu cam. Đấy cũng là cái cách mà để tô đậm hơn cái tính cách của nhân vật, đấy là đây là một cậu hơi kỳ cục, cậu cảm giác này là cậu hơi kỳ cục và không quan tâm đến những gì khác. Đấy là cái ý đồ mà mình cũng như là ekip muốn hướng đến cho nhân vật trong MV, với tất cả những cái mọi người nhìn thấy là tóc cam này, set đồ màu tiên, set đồ màu cam, set đồ thứ hai màu cam, tất cả mọi thứ đều màu cam. Mình nghĩ đây cũng là một cái điểm thú vị mà để mọi người nhớ đến cái MV của mình là màu da cam. Cảm ơn. Nhiều trò nhiều quá ha. Nhiều lắm chứ đúng không? Cho nên phải như thế nào em? Chúng ta phải xem lại một lần nữa nha mọi người. Và cũng đừng quên là hy vọng lần thứ 2 này những cảm xúc của mọi người sẽ được giữ lại để sau 8 giờ tối nay chúng ta share về Facebook nha. Cảm ơn mọi người. Yeah. Và chào tất cả về chỗ. Trước khi mọi người coi lần thứ 2 thì cảm ơn em Tiền Tân. Trước khi mọi người coi lần thứ 2 thì em cũng phải nói ý của anh Hùng nãy là nói là thấy anh xuất hiện ở cuối đúng không ạ? Tức là tại vì một cái thời đại mọi người phải social, cho nên là cùng với các báo, các tờ